giới của chúng ta có vô vàn điều kỳ bí chưa thể giải thích và có lẽ không thể giải thích. Một trong số đó là sự hiện diện của thế giới sau khi chết, những bóng ma. Vì vậy mà những lời đồn đại đi kèm với nỗi sợ hãi của con người vẫn hiện hữu hàng ngàn năm qua. Ở Việt Nam, nơi mà người dân vẫn còn lòng tin lớn vào những lời đồn đại, thì những nơi bị ma ám nằm rải rác khắp cả nước. Ở Hà Nội, Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, nơi nào cũng có những ngôi nhà ma đầy ám ảnh. Một trong những công trình bị đồn đại có ma nhiều nhất, đó chính là tòa tháp Thuận Kiều Plaza. Thuận Kiều Plaza, một công trình đồ sộ với thiết kế gồm 3 tòa tháp chọc trời, tọa lạc ở vị trí đắc địa của Sài Thành. Tư duy nhạy bén về kinh tế là điều dư luận vẫn thường bàn tán trước khi tòa nhà này hình thành, bởi nó nằm trên trục đường chính của quận 5, nơi giao thương nhộn nhịp của Sài Gòn. Thậm chí, một số nhà phong thủy còn khẳng định nó nằm đúng long mạch của thành phố, dễ dàng đạt sự thịnh vượng. Bây giờ, sau 16 năm, tất cả dự đoán đều không trở thành sự thực. Số hộ dân ở cực kỳ thưa thớt, người sở hữu căn hộ đã thi nhau giao bán nhiều năm qua, nhưng càng giảm giá thì càng khan hiếm người mua. Đáng sợ hơn nữa khi hàng loạt tin đồn về bùa ngải, quỷ ám, những câu chuyện về những bóng ma xuất hiện trong tòa tháp bỏ hoang này càng khiến nhiều người ghê rợn. Bạn có tin tòa nhà này có ma không? Theo mình nghĩ là có. Thì chắc có lý do nào đó là người ta không ở. Chị ở ngoài này không à, chị không biết. Ôi, đồng là bậy mà. Có. Tôi làm đây là lâu rồi, mười mấy năm rồi. Dạ. Ai nói gì nói rồi, tôi nói là cũng như là không có giờ tôi nói. Đấy, con người đã chết rồi. Thì nó phải qua thế giới bên kia. Dạ. Mà thế giới bên kia là nó khỏi âm rồi làm sao. Có nhiều người mê tín dị đoan đốt nhà, đốt đồ đất trong chứ. Có luôn ạ. Cô nghe và chứng kiến. Cô ở đây cũng là mấy chục năm rồi. Dạ. Từ khi cái Thuận Kiều này nó thành lập. Dạ. Tôi sắp sửa chinh phục tòa nhà Thuận Kiều. Chúng tôi, những người không tin vào chuyện ma quỷ, đã làm một chuyến đột nhập vào tòa nhà này vào ban đêm. Chúng tôi buộc phải đột nhập vì chuyện xin phép vào đây là rất khó khăn. Hãy cùng khám phá xem tòa nhà này có gì nhé. Tôi đang đứng ở Thuận Kiều Plaza, một trong những công trình nhất của Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên là tòa nhà sơn màu hồng đỏ khá là ấm cúng, mang màu sắc Trung Hoa. Người Trung Hoa thì đặc biệt coi trọng màu đỏ vì mang đến may mắn và thịnh vượng. Tòa nhà Thuận Kiều đã khá xuống cấp, vệ sinh môi trường chỉ coi trọng phía mặt tiền, phố Hồng Bàng. Còn phía sau là đường Tân Hưng thì khá nhếch nhác, rất nhiều rác rưởi, nước bẩn không thoát, chuột chết. Vì hệ thống cửa kính nên có nhiều xác chim đã chết khô do không tìm cách bay thoát ra được. Và không có người vệ sinh nên chúng tôi đếm sơ sơ có hàng chục xác chim trong tòa kính như thế này. Vì vậy mà âm khí ở đây khá nặng. Điều chắc chắn tòa nhà sẽ không như vậy nếu như nó thịnh vượng. Còn đây là xác của một chú chim khác, chết khô luôn, như là xác ướp. Bởi những gian hàng bằng kính như thế này, Thuận Kiều Plaza, một căn nhà có nhiều dấu hiệu của sự chết chóc. Đầu tiên, hãy cùng chúng tôi khám phá tầng thương mại. Bắt đầu ở tầng trệt. Ở mỗi cửa ra vào và thang máy đều có bảo vệ canh gác rất cẩn mật, nhưng khách vẫn được đi lại dễ dàng. Một thời, đây là trung tâm thương mại hàng đầu Việt Nam với 3 tầng lầu vô cùng tấp nập. Nhưng khi chúng tôi có mặt thì chỉ còn vài nhà hàng, một tiệm game là hoạt động có hiệu quả, còn lại khá ảm đạm.
Được biết, đa số dãy kiosk đều không có ai thuê, khóa cửa im lìm suốt nhiều năm tháng qua. Sau khi nắm được những chỗ còn hoạt động, chúng tôi muốn khám phá những góc khuất bị cấm cản và bảo vệ nghiêm ngặt. Bây giờ trời đã tối, hầu hết những cầu thang, kể cả thang thoát hiểm dẫn lên các tòa tháp chung cư đều bị khóa. Mặc dù đã cố gắng tìm đến từng cánh cửa để tìm cách đi lên, đều không thành công. Bỗng, chúng tôi phát hiện một hàng rào trắng ở thang máy, có bảo vệ ngồi canh ở dưới, mặc dù khu này hầu như không có hoạt động buôn bán. Ta đang nấu trong nhà để người ta đưa cơm, ta dọn ra ngoài chợ Tân Thành ta bán.
thì cô đó của người Tàu cổ đang nấu thì cái chè nó rớt xuống, nó nói chung là nó rớt không phải rớt ngay nhà cổ mà rớt nhà kế bên, thì cái tô nó văng xuống ngay nhà cổ, chè xuống lủng vô đụng ở đầu của ấy rồi, thì nó ấy xuống được rớt cái ốc xuống ngay tường cạnh luôn. Đó, bắt đầu chuyển qua, bắt đầu là cái xác đó đưa xác nằm người ta bua được ở đâu. Rồi cái thời gian nó cũng đền, nhưng mà đền như nó là lúc đó đền cũng bao nhiêu đó rồi người ta gian thì gia đình ta cũng gây khó khăn, lúc đó người ta mới đền trọn vẹn, mới đền mấy lần cái xong. Rồi đợt sau nữa thì chết, một cái cậu đó thì chết ở đây, rớt làm đâu trên này, rớt xuống này không hiểu làm sao rớt xuống này cái bình ở ngay cái đây là cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba, đó, đền cột thứ ba rớt xuống cái bình. Rồi cái đầu ở trển á, là rớt cái đầu ở trên đó, đầu trên đó tuốt cái đầu như là cái thùng kia này, thì cái đầu tuốt trên đó đó thì nó nằm ngang này, thấy không, đây xuống này nằm ngang gì để cậu đó cậu cũng không biết cũng sơn tường hay cũng làm gì thì cứ để cái gỗ kia nè, cái gỗ mà để lên ta quét gì đó, rồi cái kia để cái giá này đó, để cái giá không biết cổ leo lên đứng sao, cái nó lên nó thấp sao, cái đứng sao cái ấy sao nó ngã xuống là chẳng lên thì hút xuống chết, chết luôn. Đó, mấy người đấy chung là 3-4 người chết, không người chết thì còn chết trong cái sau khi mà đào móng này thì cũng nghe nhiều người chết, không biết là bao nhiêu, còn ở đây hiện tại là mấy người. Nói chung là cái nhà đó, cái nhà cô đi chết sau này họ bán, đó thì làm cái chành quan tỷ đặt, cái chành xe đặt ra nhà nó khổ quá. Nhà cô này đi. Cô đi ở phía Nghĩa Phóng mà cô ở hồi đó cái nhà ở cổ này là hồi xưa là cái ga xe lửa mấy những người là mấy người ở trong cái ga xe lửa này ở cái dãy nhà này công nhân của xe lửa gọi là cái xe lửa này, công nhân sau cái dãy tòa án bắt đầu lên bù rồi cái xây cất này lên cô ở năm 1965-1966 nữa. Còn hai tháp này là chú cái tháp đầu thì có người ở chính phủ cũng có tháp máy, còn hai tháp này là hai ở trên như là bên trong có đăng ký vậy để còn gạch còn ấy tường ấy vậy chưa được đúng rồi như là không có cấp này nọ như tỷ là giấy tờ không rõ ràng nên người ta không dám mua chứ lại cái trần nó thấp trên trần nó thấp ạ à? Nên cảm giác bí nó bí ấy như có đẹp như đó là nó rất là sao không hiểu làm sao. Trên báo thấy bảo là ở đây có người ta không mua bởi vì là bị ma ám rất nhiều. Thì cô đọc mấy cái bài báo đấy. Có, cô đọc báo nhưng mà cô thấy trên mạng nó nói nhiều hơn. Vâng. Ừ, trên mạng ấy. Nhưng mà có đúng không? Cô sống đây cô thấy đúng không? Cô sống thì thấy có đó, chứ không phải là không có, nhưng mà nếu mà nói như thì cái cô mà cô biết trên mạng thì nó hơi quá lố, mà cô nói mà cô ở trên này thì nọ, cô làm cho tụi này nọ đó. Cô nói thì cũng hơi nhiều nhưng mà thế thì tại vì mấy mối dễ đây cô quen người hết từ thời bảo vệ Thăng Long nè, rồi hồi đây nó qua nhiều bảo vệ lắm, bây giờ bảo vệ quận 5 nè, bây giờ bảo vệ của tụi Dương La Gia này nọ, chứ hồi xưa là bên bảo vệ là đầu tiên xe này lên là bảo vệ cái gì Hoàng Hoàng nè, Hoàng Gia không phải Hoàng Gia cái gì đó, tụi bảo vệ gì bên của ông của một tướng nào mà ông thành lập đó, ông gì đó đó Hoàng Long cái gì đó, bảo vệ gì Long Long á. Rồi bắt đầu mới tới là Thăng Long là sau này, tụi Thăng Long. Rồi sau này mới tụi bảo vệ Phương Điệp. Đó. Đó là cô Nguyên, nó mới bảo vệ trong này. Tới bây giờ cô cũng là chính thức
được không? Lên thì chắc là ban ngày, chứ buổi tối con đừng nên lên. Mà ban ngày lên được không con? Ban ngày chắc phải xin qua tụi giám đốc. Xin giám đốc nếu mà lên thì con phải lận cuối kia con xin. Đêm hôm đó, chúng tôi mới chỉ khám phá được các tầng thương mại. Mục đích của chúng tôi là vào khu chung cư, nơi bị đồn đại có nhiều hồn ma khiến dân cư phải từ bỏ. Điều đã biến Thuận Kiều từ tòa nhà hiện đại nhất Việt Nam trở thành nơi bỏ hoang. Điều rất phi lý giữa trung tâm Sài Gòn sôi động và đắt đỏ. Chúng tôi đã quay trở lại vào sáng hôm sau để giải đáp các thắc mắc của chính mình. Ba tòa tháp chung cư được đặt tên lần lượt là tháp A, tháp B và tháp C theo hướng từ trung tâm quận 1 trở ra. Nhiều người dân cho rằng chúng có hình giống ba que nhang hơn là hình chiếc tàu với ba ống khói đang vươn ra biển. Hiện nay thì tòa tháp A và B đều không có người sinh sống, luôn trong tình trạng im lìm, tối tăm. Tòa tháp C thì có vài căn có người ở. Đột nhập vào tháp A và B là rất khó khăn bởi tất cả đều bị khóa kỹ càng trừ khi có sự cho phép của ban quản lý hoặc làm khóa giả, nên chúng tôi tìm cách tiếp cận tòa tháp C. Hôm nay, chúng tôi sẽ tìm cách tiếp cận khác. Sau một hồi hỏi han, được chỉ dẫn ra khu gara ô tô ở phía dưới tháp C, chúng tôi nhanh chóng đi lên khám phá khu sinh hoạt chung của dân cư ba tòa tháp. Tất nhiên, tất cả đã trở thành hoang phế. Dạ, không được đâu, anh thông cảm đi. Tại vì biết sao không? Khách lạ vô quá là sếp không cho vô. Dạ. Thì anh thông cảm đi ha. Vâng. Bây giờ em ra xin ai thì để được vô? Được. Dạ. Bây giờ em ra xin ai thì được vô nhỉ? Thì cái đấy em không biết, nhưng mà tất cả các nhân viên nằm ở đây thì được vô, còn người ngoài không được vô. À, vậy thì vô luôn đi, tại biết sao em làm bên kỹ thuật, tại vì em thấy bảo vệ nó không có gác đây á. Thường là mấy đợt trước là có mấy người khách á là không cho lên. Anh trồng rau ở đây à? Cái này bên bảo vệ trồng rau. Vâng, ngon nhỉ. Em đem về luộc à hay nấu mì? Nấu mì. Cái thứ nhất rồi. Nhìn là thèm quá. Tức là mấy cái chỗ là nó phá hết. Không cho đi tham quan. Bởi vì thứ hai không? Bây giờ người ta ở đây hồi trước nó còn cho thuê nữa cả. Dạ. Trước thuê là ở, nó thuê kín luôn á. Nhưng mà sau đây nhà nước không cho thuê. Không cho thuê căn hộ làm văn phòng. Đó, cho nên là nó mới phải đuổi nó đi đó. Thế là ra hết hẳn hợp đồng là cho đi hết chứ không có cho thuê nữa. Tức là mua nhà ở đây thì cũng nhà. Không được cấp giấy tờ. Mua thì nó đang lấn cấn, nó chưa xong nên là nó chưa cấp được giấy tờ, nên là vâng. Nên những người ở đây là chưa có giấy tờ nên người ta chưa trả hết tiền. Bởi vì người ta mua cái nhà đầu tiên. Hiểu rồi. Bởi vì biết ha, nhà ở mà đâu có ai phổi gác ở trên cái tầng thượng đâu, cho nên là nó đâu có dám mở. Mẹ mở ra là xử lý là nó đứa nào nó tự tập nó nhảy chết cả luôn, nó khóc nó thật. Vâng. Vì ở đông nó đâu kiểm soát được. Giả sử mình có người ở trên đó, trực ở trên đó thì người ta còn cho ra được. Cho nên là sau này cửa đọc quá hết. Chú trực lại tới mình thì có mình với mấy mình. Sáng cả đêm như này nữa. Thay nhau chứ. Chút xíu lại thay người chứ. Mình chỉ ở một tháp là thôi đúng không? Ở một tháp rồi. Thế mà hai cái tháp kia từ lúc khai trương giờ có ai ở? Chưa. Mỗi tháp này. Phí nhỉ. Phí. Là đem bao nhiêu tiền đầu tư? Hồ sơ người ta đặt cọc 2 ngày là hết luôn. Nhưng cũng vì cái chính sách gì đó mình không hiểu. Bởi vì lúc đó nó đang vẫn là liên doanh Hồng Kông mà Hồng Kông Việt Nam. Mình chưa hiểu mà, cho nên là nó đặt cọc xong rồi phải bồi thường cọc rồi trả lại người ta. Giám báo cái 2 ngày sau ra cọc kín luôn. Bởi cái hồ đấy ở đây là quá đẹp luôn, vị trí đẹp. Không, bây giờ bán người ta không mua. Nhưng mà vẫn cái là giấy tờ cũng không lấy được, không ra được, cho nên là mình mua được giấy tờ, không có giấy tờ xong. Không, nghe nói là hình như là sắp tới là bán cho bên không biết bên này đâu cả tuần án đâu
thì anh Đông nó mua rồi đó, mà không biết là nó làm gì. Cải tạo lại, có chứ không để này phí. Ừ, nó mua như là cái anh Đông là nó mua rồi đó. Mua rồi đó, nó trên giấy tờ thì nó nhận rồi đó. Chứ còn thực tế thì nó chưa rồi đó. Nếu mà mua rồi thì phải đẩy nhanh, không vì tiền cứ để lâu thì càng chết. Nhiều khi nó mua nó chưa trả hết tiền thì càng được. Cứ đặt cọc trước. Khi đó thì mình ở trên mình không biết, mình dưới làm lính biết rồi đến tháo lê lơ. Chú làm lâu, mấy lâu từ lúc nó khai trương. Lúc đấy chú xuống trên sầm uất lắm. Hồi xưa mình cái trung tâm thương mại bên này này, nó tầng trệt, tầng 1, tầng 2. Đi phải chèn chèn chân, đi cái hành lang rộng rồi mà chèn chân. Đông quá. Bởi vì biết sao, nó là cái kiểu kinh doanh đầu tiên ở thành phố này. Nó làm cái kiểu đó. Đầu tiên Việt Nam luôn. Đầu tiên năm 1999. Năm 99. Năm 99. 99 ạ. Cho nên là cũng như là nó đông lắm. Vâng. Cái người bán hàng ở đó nha, người ta bảo là cái người mà khơi ra hàng đó, tại vì người ta bảo là được miễn phí 3 tháng. Người ta bảo 3 tháng đó người ta bán á, là cái tiền lời người ta đóng đủ tiền đóng mặt bằng trong 3 năm. Trong cái 3 tháng đó thôi, cái tiền lời á. Không biết là người ta bảo là một cái gian hàng nó rất là nhỏ, từ đây ra đến cửa đó. Từ kia tiền gạch ngang cái này ra đến cửa đó. Mà người ta bảo 5 người bán, có suốt ngày chỉ có gói. Cái ví dụ giống như người ta mua đó, không cần phải sao cho nó cấy hay gì đó. Đóng mất, không bán. Doanh thu một gian hàng ở bên đó, mà gian hàng rộng đó, doanh thu khoảng một ngày thứ bảy thì ngày thứ nó sẽ được 20 triệu. Cái thời kỳ đó thì là to. 20 triệu phải bằng hồi đó là to lắm á, hồi đó vàng nó đang bằng 100 ngàn. Tổ bao lâu là nó lại thì nó từ từ nó tạm như vậy. Bởi vì biết sao, sau một thời gian thì nó bán nó giống như có phản xấu hơn, nó lọt hơn, mình không có kiểm soát của người ta. Mình chỉ cho thuê gian hàng, mình kiểm soát an ninh thôi. Chứ còn người ta bán giá cao, giá thấp hơn là hàng xấu, hàng tốt, mình không có kiểm soát. Cho nên là sau nó mất uy tín. Hàng giờ đấy. Bởi vì nó ở ngoài Bắc thì cứ bảo Thuận Kiều Plaza này rồi kiểu. Đấy, còn trong mình có thể... Bây giờ vào bán UE thì phát sợ luôn. Thả nào các tin đồn từ đấy mà phát sinh ra. Đây có vấn đề gì? Thì bố con chả thấy nó có vấn đề gì. Nó không có vấn đề gì. Chủ yếu là nếu mà giấy tờ được ra được là người ta mua, người ta ở đông á, thì cái trung tâm thương mại là sầm uất. Nhưng mà có cái không trục trặc giấy tờ thì nó mình không hiểu. Chỉ biết là không hiểu được, không ra được giấy tờ. Nói bỏ không? Ừ, chủ yếu là cho nên là người ta không mua, người ta phải trả cọc, người ta mà trả gấp 3 lần nữa chứ mấy tờ. Hồi xưa người ta đặt cọc là 2.000 đô một căn. Đến lúc trả là trả 6.000, chung phải trả 4.000. Mình không hiểu. Có nghĩa là không có thể bỏ hả? Có chứ, ta bỏ hả? Phát hiện hả? Ở đây nó có cái hay là cái hệ thống báo cháy của nó hay đó. Có nghĩa là nó cái quạt hút ở cái thang bộ này. Cái quạt hút của nó là cái sao? Nó hút khói trở xuống. Chứ mày nó đẩy khói trở lên. Nó có mấy hút xuống? Nó hút xuống. Cho nên là nó hút theo chiều người ta chạy xuống chạy thoát. Thì nó phải nhanh. Thì nó không nhanh lắm. Nó như là khói. Chứ mà cái chỗ mà đầy lên là chết. Đầy lên giả sử như nó cháy ở tầng 4, tầng 5, người ta trên tầng 3 mấy, người ta chạy xuống thì không ngập khói thì sao được. Với lại cái thứ hai cũng là đây nữa. Cháy tầng nào thì biết tầng đó. Bởi vì cái lối thoát này này, với lại cái lối ra hành lang đó, là hai lớp cửa. Đó, đây một lớp cửa, rồi cách cho khoảng lớp cửa nữa. Cho nên là không ảnh hưởng gì cả. Cho nên là nó chạy thoải mái, không ảnh hưởng gì cả. Ở dưới mỗi tòa nhà là nó thiết kế hết. Nó tới cái sân thượng, ở dưới mỗi tòa nó có sân thượng. Không, nó sân thượng. Nó chỉ có lối hành lang bộ. À, hành lang cái thang máy là đi vào nhà. À, tức là kín, tức là kín hết như này. Nghĩa là nó ở nó kín hết á. Cho nên là cái lối thoát bộ này là nó cách kết âm với không gian này. Vâng. Cách hai lớp cửa là nó nên là nó an toàn lắm. Mới là cái hệ thống cấp nước, mới là thoát nước của nó cực hay. Nói mà tại sao nhiều thằng xây tòa cao ốc này không làm? Nó đi bên ngoài hết. Cho nên là không có hệ, không có chuyện mà thấm rồi từ nhà trên đến nhà dưới. Nó bị tắc hay bị gì là nó ra nó sửa bên ngoài á. Nó thông ra bên ngoài luôn. Đúng công nghệ của công nước ngoài. Công nó làm hay lắm. Nên là
nhiều người người ta ở đây người ta bảo đúng là thật, ở nhiều chung cư rồi người ta bảo chưa có chung cư nào nó hay như cái lối bên trong thiết kế như thế nào. Tao thiết kế thì rất bình thường, thì nó không đẹp. Thích em mua em thích thiết kế nào em. Nhưng mà nó cái độ an toàn nó rất cao, không có nước thẩm thấu này. Hay. Cuối cùng chúng tôi đã chinh phục được Thuận Kiều. Chinh phục được chính thử thách mà tôi đưa ra, và tôi đang chờ thử thách của các bạn. Hãy thách thức tôi, và cảm giác của tôi lúc này thật là tuyệt vời. Từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh quận 5 và xa xa là quận 7, quận trung tâm. Thật tuyệt vời đúng không? Tôi có thể tưởng tượng được rằng từ những năm 90 của thế kỷ trước, người ta đã xây những tòa nhà này, một trong những tòa nhà cao ốc đầu tiên của Việt Nam. Và khi đó không có những cái tòa nhà cao như thế kia, thì cái cảm giác đứng trên đỉnh thật là tuyệt vời. Và ngay kia thôi cũng là một tòa cao ốc sắp sửa được hoàn thiện. Nó sẽ cao ngang bằng và hơn Thuận Kiều Plaza. Dù sao sau này sẽ có nhiều những tòa nhà khác cao hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng mà Thuận Kiều Plaza đã trở thành một huyền thoại. Và tôi đang ở trên đỉnh của huyền thoại đó. Yeah. Yes. Chúng tôi đã kịp phát hiện ra cấu trúc khu hành lang thang máy để tới cửa từng căn hộ của Thuận Kiều rất là bí bách, không hề có cửa sổ hay chỗ thoát khí. Vậy là một phần bí mật về Thuận Kiều Plaza đã được đưa ra ánh sáng, phần nào giải đáp cho những bạn hiếu kỳ về kết cấu của tòa nhà. Và cho đến giây phút này thì tôi vẫn chưa gặp được ma, nên tôi vẫn tin vào bản thân mình hơn là có chuyện ma quỷ. Nhưng cuộc sống vẫn không thể biết trước được điều gì cơ mà, biết đâu được đúng không nào? Tôi đang dựng bộ phim tài liệu chinh phục khám phá Thuận Kiều Plaza để tìm hiểu xem ở trong đó có ma hay không. Thì có một số đoạn file tôi về không thể nào sử dụng được. Đây là một trong những đoạn như vậy. Và đặc biệt rằng tất cả những đoạn video quay về trước bát hương đặt ở ngay cổng tòa tháp B, tức là tòa tháp chính giữa của Thuận Kiều, cổng ra vào ở tầng trệt, thì hoàn toàn về bị hỏng. Các bạn nhìn như này thì nghĩ rằng nó không bị hỏng, nhưng mà khi tôi bấm play, hãy xem điều gì đã xảy ra. Tức là chỉ khi quay xuống chiếc bát hương thì cái tình hình này mới xảy ra. Không hề có thể giải thích được tại sao. Tôi sẽ cho các bạn xem thêm một đoạn clip nữa về chiếc bát hương này. Đây là đoạn clip thứ hai. Quay từ xa lại gần, hoàn toàn bị hỏng.
Thấy rồi mà. Tôi nghĩ ở đây như một cái mê cung. Thôi được rồi, chúng ta đã vừa thắp một nén nhang, ba nén nhang và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Điện thoại ở đây là vẫn gọi được và số điện thoại, số máy đã lưu ở đây rồi. Đây, số máy điện thoại ở đây là 0437264577. Nếu mà bỗng nhiên một đêm nào đấy mà số này gọi điện đến nhà các bạn thì hãy coi chừng nhá. Tôi sẽ ngủ đây đêm nay. Tôi sẽ ngủ ở đây. Không biết là hai đồng chí đi cùng tôi có đồng ý không? Một đồng chí phải về à? Đồng chí có ngủ ở đây được không? Ngủ ở đây được đúng không? Cảm giác là sẽ không muốn vô đâu, không dám vô luôn, rất là sợ.